năm hành vi âm thầm hủy hoại thận của nam giới nhiều người vẫn làm thường xuyên. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, thận là cơ quan chịu trách nhiệm trao đổi chất, đóng vai trò quan trọng với sức khỏe. Chức năng thận hoạt động bình thường giúp quá trình chuyển hóa dinh dưỡng và đào thải chất độc hại diễn ra thuận lợi hơn. Các thói quen kém lành mạnh có thể gây tổn hại đến sức khỏe của thận. Trong đó có 5 hành vi có thể hủy hoại thận nhưng nam giới thường xuyên bỏ qua. 1. Thường xuyên ăn đồ chiên rán, dầu mỡ. Nhiều nam giới thích ăn các món chiên rán nhiều dầu mỡ, nhiều chất béo như gà rán, thịt nướng, nội tạng động vật. Tuy nhiên, hàm lượng chất béo trong những thực phẩm này tương đối cao nên dễ gây ra tình trạng thừa cân, béo phì nếu ăn quá nhiều. Các chuyên gia y tế cho biết béo phì là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe thận của nam giới và làm tăng gánh nặng trao đổi chất cho thận. Ngoài ra, nam giới thường xuyên ăn các món chiên rán, nướng, nội tạng cũng có nguy cơ cao mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp cao và mỡ máu cao. Các bệnh lý này nếu không được kiểm soát kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng ở thận. Do đó, để bảo vệ sức khỏe thận, nam giới nên hạn chế ăn các thực phẩm kể trên. Thay vào đó, nam giới nên chọn các thực phẩm ít chất béo, ít cholesterol, giàu protein và vitamin như thịt nạc, trứng, cá, các loại rau củ quả. Ngoài ra, mọi người cũng nên hạn chế ăn quá nhiều muối. 2. Lười uống nước. Hầu hết các cơ quan của cơ thể con người đều cần nước để duy trì hoạt động, bao gồm cả gan, thận, mạch máu và da. Uống quá ít nước có thể khiến cơ thể không sản xuất đủ lượng nước tiểu, từ đó gây cản trở quá trình đào thải các chất cặn bã trong cơ thể ra bên ngoài. Các chất cặn bã bao gồm cả khoáng chất sẽ lắng đọng và kết tinh lại với nhau, tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Nhìn chung sỏi ít có khả năng hình thành khi bạn uống đủ nước. Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ cho biết, một người nên uống 8 đến 12 cốc nước mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe của thận. 3. Thường xuyên nhịn tiểu. Nhiều người có thói quen nhịn tiểu do bận rộn làm việc. Tuy nhiên, thường xuyên nhịn tiểu có thể gây hại cho cơ thể. Nhịn tiểu thường xuyên có thể khiến các chất độc hại không được đào thải ra khỏi cơ thể kịp thời. Thậm chí chúng có thể chảy ngược lại vào niệu quản và xâm nhập vào thận, gây nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm bể thận. 4. Lạm dụng thuốc. Tổ chức Thận Quốc gia Hoa Kỳ cho biết tương tự như uống nhiều rượu, những người lạm dụng thuốc giảm đau hoặc các loại thuốc khác có nguy cơ mắc các vấn đề về thận cao hơn. Đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau mà không được kê đơn. Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên tự ý sử dụng thuốc và chỉ nên uống thuốc theo đơn của bác sĩ. 5. Thường xuyên thức khuya. Nam giới thường có xu hướng thức khuya để làm việc hoặc tụ tập bạn bè. Tuy nhiên, thường xuyên thức khuya và ngủ không đủ giấc có thể gây rối loạn đồng hồ sinh học và ảnh hưởng tới nội tiết. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng tình trạng thiếu ngủ, rối loạn giấc ngủ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Đây là hai bệnh lý có thể gây ảnh hưởng chức năng thận. Chu kỳ ngủ thức thật sự có thể gây ảnh hưởng tới chức năng thận. Chúng tôi nhận thấy những người thiếu ngủ thường bị suy giảm chức năng thận nhanh hơn. Các chuyên gia y tế cho biết, để bảo vệ sức khỏe của thận, nam giới nên chủ động thay đổi các thói quen xấu kể trên càng sớm càng tốt. Người cao tuổi thường xuyên thức dậy vào 3 đến 4 giờ sáng. Bác sĩ thẳng thừng nói, cơ thể rất có thể đang mắc 4 bệnh nguy hiểm này. Thưa quý vị, giấc ngủ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để hình thành sức khỏe tốt. Nếu bạn thường xuyên tỉnh giấc vào 3 đến 4 giờ sáng thì cần kiểm tra ngay. Theo thống kê, chúng ta dành 1/3 thời gian trong ngày để ngủ. Điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho tầm quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, điều bất ngờ là tỷ lệ rối loạn giấc ngủ toàn cầu lên tới 27%. Nếu bạn thường xuyên tỉnh giấc vào thời điểm này thì nên kiểm tra sức khỏe ngay vì cơ thể có thể đang mắc những bệnh nguy hiểm này. Chức năng phổi bất thường.
Giấc ngủ không chỉ giúp phục hồi sau mệt mỏi mà còn có tác động quan trọng đến chức năng não. Trong đó, tính liên tục của giấc ngủ cũng tác động rất lớn đến điều này. Theo các chuyên gia, từ 3 đến 5 giờ sáng là thời điểm quan trọng để giải độc phổi. Nếu bạn thường xuyên thức dậy vào thời gian này, có thể đây là dấu hiệu chức năng phổi bất thường. Sức khỏe phổi cực kỳ quan trọng đối với việc cung cấp và lưu thông máu đi khắp cơ thể. Vì vậy, nếu thường xuyên gặp tình trạng này, bạn nên gặp bác sĩ ngay để kiểm tra phổi của mình. Bệnh tiểu đường. Thường xuyên thức giấc vào 3 đến 4 giờ sáng cũng có thể là triệu chứng của bệnh tiểu đường. Đối với người khỏe mạnh, thức dậy vào nửa đêm rồi ngủ lại có thể dễ dàng, nhưng với người mắc bệnh tiểu đường, mọi thứ sẽ khác. Nguyên nhân người bị bệnh tiểu đường thường xuyên thức dậy vào khung giờ này là do các triệu chứng như đa niệu, khát nước, khô miệng do kiểm soát lượng đường trong máu kém hoặc lượng đường đột nhiên tăng cao. Điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Vậy nên, để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, nếu thường xuyên tỉnh giấc vào khung giờ này và không thể ngủ lại được, kèm theo các triệu chứng như khát nước, khô cổ, bạn nên lập tức đến bệnh viện để kiểm tra lượng đường trong máu. Bệnh tiêu hóa. Các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa cũng có thể là nguyên nhân chính khiến mọi người thức dậy vào 3 đến 4 giờ sáng. Điều này có thể là dấu hiệu cho biết hệ tiêu hóa của bạn đang mắc trào ngược dạ dày thực quản hoặc viêm loét dạ dày. Rối loạn tiêu hóa còn có thể khiến con người luôn luôn lo lắng và rơi vào trạng thái luẩn quẩn. Điều này càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến chất lượng giấc ngủ. Vậy nên, nếu thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, hoặc thường xuyên mất ngủ, khó ngủ do bụng khó chịu, ở chua, ở nóng thì rất có thể dạ dày của bạn đang gặp vấn đề. Suy nhược thần kinh. Trong thời điểm kinh tế ngày càng gặp nhiều khó khăn, xã hội đang từng bước phát triển, ai cũng chạy đua và cạnh tranh khốc liệt. Điều này khiến tâm lý của hầu hết mọi người phải đối mặt với quá nhiều khó khăn và áp lực. Từ áp lực kinh tế, áp lực gia đình, áp lực dây vợ, giáo dục con cái, ai cũng quay cuồng trong sự hối hả của cuộc sống. Thậm chí có rất nhiều người cố gắng làm việc chăm chỉ đến mức quên ăn, quên ngủ, quên nghỉ ngơi. Điều này khiến họ rơi vào trạng thái luôn luôn hoảng loạn và căng thẳng. Sau một thời gian dài như vậy, cơ thể của bạn sẽ dễ suy nhược thần kinh do căng thẳng quá độ. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ, khiến mọi người thường xuyên tỉnh giấc vào khoảng 3 đến 4 giờ sáng, đặc biệt là rất khó ngủ lại. Việc căng thẳng kéo dài quá lâu sẽ rất dễ dẫn tới suy nhược cơ thể trầm trọng. Vậy nên, nếu đang gặp tình trạng tương tự, bạn hãy tới gặp bác sĩ ngay để nhận tư vấn và điều trị. Ngoài bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin B6, B1, B12, người cao tuổi cũng nên học một số thói quen tốt như ngâm chân, tập thể dục, tạo không gian thoải mái để cải thiện giấc ngủ của mình. Tiếp theo, chúng tôi xin gợi ý đến quý vị những thực phẩm có thể ăn thay cơm, giúp bụng no căng mà vẫn giảm mỡ tuyệt đỉnh. Cơm là thức ăn được nấu ra từ gạo, cơm trắng chứa hàm lượng dinh dưỡng khá cao, cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng dồi dào giúp cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều cơm trắng có thể khiến mỡ thừa tích tụ và gây tăng cân. Vì vậy, hãy thay thế cơm trắng bằng các loại thực phẩm sau để tăng cường hiệu quả giảm cân. Gạo lứt. Gạo lứt là loại gạo chưa qua chế biến như gạo trắng, vẫn còn giữ nguyên lớp vỏ lụa bên ngoài, chứa nhiều vitamin, đặc biệt là chất xơ, vitamin B1, B2, E, magie, manga, sắt, nên tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, gạo lứt dai hơn nên nhai lâu hơn, giúp đạt được mục đích nhai chậm, rất tốt cho việc giảm cân. Yến mạch. Yến mạch là loại hạt nguyên cám được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên sử dụng. Đây cũng là loại thực phẩm có hàm lượng protein và chất xơ hòa tan cao cùng những khoáng chất tốt cho cơ thể. Đặc biệt, loại thực phẩm này có thể thay thế cơm hàng ngày, đặc biệt là buổi sáng. Yến mạch giàu chất xơ có khả năng hấp thụ nước, chất này sẽ nở ra trong dạ dày, kéo dài thời gian làm rỗng của dạ dày, do đó tạo cảm giác no lâu, vừa miệng, rất thích hợp cho người muốn giảm cân. Hạt quinoa.
Hạt quinoa hay còn được gọi là diêm mạch. Đây là một trong những thực phẩm sức khỏe phổ biến nhất được biết đến với giá trị dinh dưỡng cao. Nó còn là thực phẩm thay thế cho cơm trắng không chứa gluten, hàm lượng protein cao, giàu canxi, sắt, magie, chất xơ và vitamin. Trên thực tế, khi nấu chín 92g quinoa có thể cung cấp 4g protein hoàn chỉnh. Hàm lượng này cao gấp đôi so với khẩu phần gạo trắng. Nó chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Khoai lang. Khoai lang được coi là thực phẩm vàng trong công cuộc giảm cân. Đặc biệt, dù năng lượng thấp nhưng trong khoai lang lại giàu chất xơ, khoáng chất, giàu vitamin, beta-carotene, tiền vitamin A, giàu sắt và canxi tạo cho bạn cảm giác no lâu. Bạn có thể sử dụng khoai lang để thay thế cơm trắng trong bữa ăn nhưng cũng đừng quên bổ sung thêm các loại rau, thịt để cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể nhé. Súp lơ. Súp lơ là loại thực phẩm thay thế ít carb và ít calo tuyệt vời cho gạo. Nó có hương vị nhẹ, cũng như kết cấu tương tự như cơm trắng đã được nấu chín. Một khẩu phần gồm 57g súp lơ nghiền có 13 calo so với 100 calo cùng khẩu phần của gạo trắng. Do súp lơ chứa hàm lượng CARB ít và tạo ra ít calo vào cơ thể nên nó được trở thành loại thực phẩm thay thế gạo phổ biến cho những người có chế độ ăn kiêng low CARB hay keto. Quả bơ. Quả bơ cung cấp nhiều chất béo lành mạnh cho cơ thể, các chất xơ và axit folic. Mỗi ngày ăn 1 đến 2 quả bơ không đường sẽ có thể giúp bạn giảm mỡ bụng hiệu quả và an toàn. Đồng thời, bơ chứa nhiều vitamin còn giúp da sáng, mịn hơn khi dùng để đắp mặt, dưỡng da. Hạnh nhân. Một cách giảm mỡ bụng hiệu quả nữa là bạn có thể ăn hạnh nhân thêm vào chế độ ăn hàng ngày của mình. Hạnh nhân là một thực phẩm chứa các chất béo lành mạnh rất tốt cho cơ thể. Do đó, thay vì ăn vặt với bỏng ngô, các loại bánh quy gây tích mỡ thì hạnh nhân sẽ giúp bạn giảm được khối mỡ bụng và giảm được cả nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hạnh nhân đã được chứng minh là giảm cholesterol xấu, giúp hoạt động trí não tốt, ngăn ngừa các cơn đau tim và tăng cường sự chắc khỏe cho xương và răng. Ngũ cốc. Ngũ cốc mang đến cho bạn một cảm giác no sau khi ăn, do đó bạn ít có khả năng ăn các loại thực phẩm không lành mạnh khác. Lựa chọn các loại thực phẩm giàu chất xơ cho thắc mắc ăn gì để giảm cân nhanh. Các loại thực phẩm giàu chất xơ cũng có chỉ số GI, đường bột, thấp. Ăn các loại thực phẩm GI thấp có lợi cho việc giúp giữ lượng đường trong máu cân bằng để giảm cân. Còn đây là những thực phẩm khiến bạn tích mỡ, muốn giảm cân nên tránh xa. Các loại bơ. Trong các loại bơ như bơ đậu phộng, bơ Nutella đều chứa một phần tinh bột đã qua chế biến, một số lượng đường muối để gia tăng hương vị và một số chất béo không tốt. Những thành phần này nghèo dinh dưỡng mà lại chứa quá nhiều năng lượng. Mì tôm. Đây có lẽ là loại thực phẩm quá quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên, cân nặng và lượng mỡ của bạn sẽ tăng lên đáng kể nếu bạn sử dụng thường xuyên. Lý do là vì mì tôm được chiên đi chiên lại nhiều lần trong dầu, làm tích tụ cholesterol xấu và còn có thể ảnh hưởng đến tim mạch. Nước ngọt, nước có ga. Dưới cái nóng của ngày hè, các loại nước ngọt và nước uống có ga được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, các loại nước ngọt trên thị trường hiện nay đều chứa một lượng đường khá cao, gây ra tình trạng thừa đường. Phần đường dư được chuyển hóa thành năng lượng và tích tụ trong cơ thể dưới dạng mỡ trắng gây ra tình trạng béo phì. Thực phẩm chiên rán. Thực phẩm chiên rán như khoai tây chiên, hành chiên, gà rán chứa nhiều chất béo bão hòa. Đây là chất béo chuyển hóa dễ gây béo phì, tích tụ mỡ nội tạng nhất. Chưa kể, thường xuyên ăn các thực phẩm này còn gây khó tiêu, đầy bụng, dễ dẫn đến trào ngược axit dạ dày. Pizza. Các tín đồ của pizza hẳn sẽ không thích thông tin này. Việc ăn nhiều pizza cũng khiến bạn có nguy cơ bị béo phì, nguy hiểm hơn là các bệnh về tim mạch, cao huyết áp vì trong pizza chứa nhiều chất béo bão hòa, đường tinh luyện, muối. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, để đảm bảo sức khỏe bạn không nên ăn pizza quá 2 lần một tuần. Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm các loại rau xanh,
Các loại ngũ cốc và tránh chế biến thịt hay chọn nước sốt không thêm đường là những cách để ăn pizza có lợi hơn cho cơ thể. 4. Món súp ấm bụng là cao thủ giảm mỡ thừa và trẻ hóa làn da, mùa lạnh càng nên ăn. Thưa quý vị, trời mùa đông, ai cũng muốn ăn súp vì vừa ngon lại ấm nóng, nhưng riêng 4 loại này còn thêm khả năng giảm mỡ và trẻ hóa làn da. Khi tiết trời dần chuyển lạnh, có lẽ ai cũng muốn ăn những món nóng để làm ấm cơ thể. Một trong số những thực phẩm vừa bổ dưỡng lại có khả năng ấy chính là súp. Nó không chỉ ngon miệng mà còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, bổ cả trong lẫn ngoài cơ thể. Chính vì thế, các loại súp tốt cho sức khỏe là thực phẩm chúng ta cần bổ sung vào thực đơn. Khi chế biến súp, chúng ta thường sử dụng nhiều loại thực phẩm khác nhau. Ví dụ như các loại thịt, rau củ, gia vị cùng một vài nguyên liệu khác. Chúng cung cấp một loạt các vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Món ăn này rất thích hợp cho trẻ nhỏ và người cao tuổi, nhất là những người ốm đau bệnh tật. Một trong những lợi ích của súp là hỗ trợ hệ tiêu hóa. Chất xơ có trong các nguyên liệu giúp tăng cường chức năng ruột, duy trì sự cân bằng đường ruột, ngăn chặn tình trạng táo bón và hỗ trợ quá trình tiêu hóa trôi chảy. Khi chị em muốn nấu súp để bồi bổ cho gia đình, hãy nghĩ đến 4 loại súp sau vì chúng không chỉ ngon bổ rẻ mà còn hỗ trợ tiêu mỡ thừa. Mùa lạnh ít vận động nên cân nhắc ăn thường xuyên. 1. Súp bí đỏ. Một trong những lợi ích quan trọng nhất của súp bí đỏ là khả năng chống oxy hóa. Nhờ vào hàm lượng carotenoid cao, đặc biệt là chất chống oxy hóa beta-carotene, súp bí đỏ có thể bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do, ngăn chặn quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm. Ngoài ra, súp bí đỏ còn là nguồn chất xơ dồi dào, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và duy trì cân nặng ổn định. Chất xơ giúp tăng cường sự bão hòa, giảm cảm giác đói và kiểm soát đường huyết. Nó đặc biệt quan trọng đối với những người muốn duy trì cân nặng hoặc giảm cân. Mặt khác, súp bí đỏ cũng chứa nhiều khoáng chất như kali, magie và vitamin C. Những nhóm chất này là yếu tố cần thiết để duy trì sức khỏe tim mạch, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và tăng cường hệ thống miễn dịch. 2. Súp nấm. Nấm là nguồn protein tốt, chứa nhiều vitamin, khoáng chất quan trọng, giúp cơ thể hoạt động mạnh mẽ và duy trì sức khỏe chung. Lợi ích đầu tiên của súp nấm là khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch. Theo đó, nấm chứa nhiều chất chống viêm nhiễm, giúp phòng tránh các tác nhân gây bệnh và củng cố sức khỏe tự nhiên. Ngoài ra, các thành phần như beta-glucan trong nấm còn kích thích hoạt động của các tế bào miễn dịch, từ đó tăng khả năng phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm. Súp nấm cũng là nguồn chất xơ quan trọng, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, kiểm soát đường huyết và duy trì cân nặng luôn ổn định. Chất xơ trong nấm cũng giúp giảm cảm giác đói và hỗ trợ quá trình tiêu hóa để giảm cân. Ngoài ra, nấm còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin D, vitamin B, sắt và kẽm. Những dưỡng chất này có nhiệm vụ tăng cường sự phát triển của chức năng não bộ, cũng như duy trì sức khỏe của tóc và da. Ở Việt Nam, chị em có thể lựa chọn các loại nấm quen thuộc như nấm hương, nấm tuyết, nấm rơm. Nên chọn nấm có màu sắc tươi, không bị dập nát và có mùi thơm đặc trưng của nấm. Đồng thời, cần tránh mua nấm bị thâm đen phần chóp hoặc có nếp nhăn. Hãy chọn mua loại nấm có lớp tơ mỏng bọc trên phần chóp nấm. 3. Súp gà. Không chỉ thơm ngon, súp gà còn sở hữu công dụng chữa bệnh. Hơi nước nóng từ súp sẽ làm thông mũi và nước súp làm dịu cơn đau họng, đặc biệt tốt trong mùa lạnh. Ngoài ra, súp gà cũng có đặc tính dưỡng ẩm, giúp làm giảm triệu chứng đau dạ dày cùng các bệnh nhẹ có thể tự điều trị tại nhà. Đặc biệt nhất, nước súp gà nấu chín từ xương gà chứa nhiều collagen. Lúc nấu súp, collagen bắt đầu tan ra và hòa vào nước súp. Cho nên khi ăn súp gà, collagen này được cơ thể hấp thụ và sử dụng để tái tạo tế bào. Nhờ đó hỗ trợ da mềm mại và giữ ẩm, đồng thời cũng có thể giúp cải thiện độ đàn hồi của các khớp, xương.
Một trong những lợi ích quan trọng của súp gà với việc giảm cân là khả năng giảm cảm giác đói. Sự kết hợp của nước lọc, thịt gà chất lượng và rất nhiều loại rau củ tạo nên một món ăn giàu chất xơ, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn, ngăn chặn việc ăn quá mức. Súp gà chứa một lượng lớn glucosamine, gelatin từ các khớp xương khi được ninh nhừ. Các hợp chất này có tác dụng bảo vệ và chữa lành những tổn thương của niêm mạc đường tiêu hóa. Vì thế mà súp gà cũng thích hợp với những người đang bị khó tiêu hay có chức năng tiêu hóa kém. 4. Súp cà chua. Trong súp cà chua có chứa hàm lượng lycopene cao, một loại sắc tố chống oxy hóa tạo nên màu đỏ cho quả cà chua. Chất này được biết đến với công dụng chống lại tác động xấu từ gốc tự do trong cơ thể. Khi các gốc tự do ở mức độ cao có thể dẫn đến sự phát triển của một số bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tiểu đường loại 2 hoặc bệnh tim. Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng cho thấy chất lycopene trong súp cà chua cũng giúp kích thích hệ thống miễn dịch của cơ thể. Do vậy có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và khả năng sinh sản, đồng thời giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Thêm vào đó, cà chua là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống lại nhiều loại vi khuẩn, virus, cũng như giúp da khỏe mạnh hơn. Chưa kể vitamin A trong cà chua cũng duy trì sức khỏe thị lực, hỗ trợ chức năng tuyến giáp và giữ cho làn da luôn ít nếp nhăn. Phần cuối của video hôm nay, xin giới thiệu đến quý vị 4 loại bột là thuốc chống lão hóa dành cho phụ nữ, nên để sẵn trong bếp để sử dụng. Ngay trong bếp của mỗi gia đình, có những thực phẩm giúp bảo vệ sức khỏe và làm chậm lão hóa, nhất là 4 loại bột sau. 1. Bột đậu nành. Đối với đậu nành thì cách chế biến thường thấy nhất là làm thành sữa uống, tàu phớ, đậu phụ. Nhưng vẫn còn một cách để tiêu thụ đậu nành vừa ngon, vừa bổ dưỡng khác. Đó chính là sử dụng bột đậu nành. Chúng khá mới lạ với nhiều người nhưng ở một số quốc gia, loại bột này đang dần trở thành truyền thống trong ẩm thực. Hạt đậu nành luôn là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Chúng chứa nhiều dưỡng chất mà cơ thể cần như vitamin A, B, C, D và các khoáng chất như kẽm, sắt, magie, protein. Chỉ là những hạt đậu nhỏ nhưng lại chứa vô vàn lợi ích. Với phụ nữ nói riêng, loại bột này có rất nhiều công dụng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Isoflavone của bột đậu nành đóng vai trò tương tự như hormone nữ estrogen. Khi đi vào cơ thể sẽ giúp ổn định khí huyết, ngăn ngừa rối loạn kinh nguyệt, giúp mỡ thừa tiêu bớt mà không bị tích lại tại bụng. Một trong những tác dụng tuyệt vời của bột đậu nành là cải thiện làn da, giảm bớt các dấu hiệu lão hóa. Tất cả là nhờ hàm lượng axit béo omega 3 và omega 6 trong bột đậu nành khá cao, có khả năng ức chế tác động từ quá trình oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi những ảnh hưởng xấu do tuổi tác. 2. Bột matcha. Cũng giống như trà xanh, matcha có xuất xứ từ cây Camellia sinensis nhưng lại được xử lý theo hình thức khác. Khi thu hoạch lá trà, người ta sẽ loại bỏ cuống và gân lá, phần còn lại được đem đi sấy nhanh, xay nhuyễn thành thứ bột mịn mà ta gọi là matcha. Bột matcha rất giàu kết chừng, một loại hợp chất thực vật trong trà hoạt động như chất chống oxy hóa tự nhiên. Chất chống oxy hóa giúp ổn định các gốc tự do, là những hợp chất có thể gây hại cho tế bào và gây bệnh mãn tính. Nó giúp phòng ngừa ung thư, làm chậm lão hóa, bảo vệ gan, tăng cường chức năng não. Khi chúng ta thêm bột matcha vào nước nóng để pha trà, trà chứa tất cả các chất dinh dưỡng từ toàn bộ lá. Nó sẽ có xu hướng có nhiều kết chừng và chất chống oxy hóa hơn là chỉ đơn giản ngâm lá trà xanh trong nước. Thực tế, theo ước tính, số lượng kết chừng trong matcha cao gấp 137 lần so với các loại trà xanh khác. Cũng như trà xanh, matcha có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp tạo ra nhiều năng lượng và tăng cường đốt cháy chất béo. Một nghiên cứu cho thấy uống trà xanh hoặc matcha sau khi vận động có thể giúp hiệu quả giảm béo tăng 17%. Vậy nên hãy uống bột matcha hàng ngày để nâng cao sức khỏe. 3. Bột nghệ. Tinh bột nghệ hiện nay đang trở nên khá phổ biến và hữu dụng trong đời sống.
Nguyên liệu này được sử dụng nhiều trong việc hỗ trợ chữa bệnh đau dạ dày, đau nhức xương khớp, điều trị ung thư. Phụ nữ sau khi sinh uống cũng giúp tăng cường sức khỏe, vóc dáng mau hồi phục. Bên cạnh đó, hợp chất curcumin có trong tinh bột nghệ là chất chống oxy hóa cực mạnh, phá hủy các gốc tự do, nguyên nhân làm biến đổi DNA có trong cơ thể gây bệnh ung thư. Theo như nghiên cứu, thành phần trong tinh bột nghệ giúp bảo vệ và chống lại những khối u do bức xạ gây nên. Bệnh tiểu đường xuất hiện phổ biến chủ yếu là do sự rối loạn chuyển hóa đường do tuyến tụy không tự sản sinh được lượng insulin đáp ứng cho cơ thể. Tinh bột nghệ giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm các biến chứng khác do bệnh tiểu đường gây ra. Thêm vào đó, tinh bột nghệ có tác dụng thanh lọc, giải độc và tăng cường chức năng gan hiệu quả. Khi dùng, tinh bột nghệ sẽ giúp bạn đào thải các chất độc hại tích tụ ra khỏi cơ thể, thanh lọc máu do tác động của môi trường hay ăn uống gây ra. Hãy dùng loại bột này hàng ngày để đào thải độc tố hiệu quả hơn. 4. Bột cacao. Flavonoid trong cacao rất quan trọng đối với hệ tim mạch, đặc biệt là với chức năng của mạch máu và huyết áp. Cacao được biết đến với khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Vì vậy, việc dùng bột cacao là một phương pháp để điều trị cao huyết áp nhẹ, giúp cải thiện lưu thông máu hiệu quả. Đặc biệt hơn, bột cacao nguyên chất chứa hơn 700 hợp chất và các chất chống oxy hóa. Khả năng chống oxy hóa của cacao nhờ vào polyphenol, một trong những chất chống oxy hóa tuyệt vời nhất. Đối với phụ nữ vượt qua tuổi 30, cacao sẽ giúp khôi phục độ đàn hồi của da, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và tạo nên làn da mềm mại, căng tràn sức sống. Ngoài ra, bột cacao còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh đau tim và đột quỵ nhờ vào khả năng cải thiện lưu thông máu từ flavonoid. Cacao không chỉ có khả năng chống cô đặc máu, giảm kháng insulin và giảm viêm, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác nhau, góp phần vào việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, suy tim, đột quỵ. Trong cacao có chứa theobromine, một hợp chất có nguồn gốc tự nhiên, có mối quan hệ chặt chẽ với caffeine. Nhờ vậy mà bột cacao có tác dụng trong việc giảm năng lượng và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Khi mua bột cacao, hãy chọn loại nguyên chất nhất và ít đường để mang lại lợi ích tối đa. Quý vị thân mến, có rất nhiều loại gia vị cực kỳ độc hại đến từ Trung Quốc. Những loại gia vị này có tiềm năng gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách hoặc quá liều, đặc biệt là gan. Chúng ta sẽ đi sâu vào những thông tin quan trọng về cách nhận biết, cách sử dụng và tác động của chúng đối với cơ thể con người. Thật đáng sợ, gia vị Trung Quốc. Quý vị thân mến, các nhà chuyên môn cảnh báo hương liệu, gia vị kém chất lượng hoặc dùng sai mục đích có thể dẫn đến rối loạn chức năng cơ thể, gây dị ứng, thậm chí gây ung thư. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại gia vị, hương liệu mới phục vụ các bà nội trợ. Chúng hấp dẫn không chỉ vì giá rẻ, tiện lợi mà còn có hương vị thơm ngon, nên được rất nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, ít ai biết phần lớn các loại hương liệu, gia vị này là hàng trôi nổi không nhãn mác có xuất xứ từ Trung Quốc. Muốn gì nào cũng có. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần ghé vào chợ hay bất cứ cửa hàng tạp hóa nào, người mua cũng dễ dàng tìm thấy đủ loại gia vị dùng để ướp và chế biến món ăn. Biết tôi có nhu cầu mua bột ướp thịt nướng, chị Hoa, chủ quầy tạp hóa ở chợ Tân Mỹ, lôi ra một bao xốp chứa đầy các bịch gói nhỏ đã được đánh dấu bằng ký hiệu riêng và hướng dẫn. 1 kg thịt heo chỉ cần ướp một gói nhỏ này bảo đảm nướng lên sẽ thơm nước mũi. Tôi hỏi muốn ướp thêm chút mật ong, bột nêm để thịt đậm đà hơn được không? Chị Hoa bực dọc, đã nói là có đủ trong này rồi, thêm này nọ vào thì làm sao ngon được. Chị Tuyến, một người chuyên bán bún cá ở gần chợ Hòa Bình, tiết lộ trước đây nấu bún cá lóc, ngoài nguyên liệu chính bao giờ cũng phải mua 3 loại gia vị là nghệ, sả và ngải bún. Thiếu một trong 3 thứ này thì chẳng còn gì là hương vị của món bún cá. Thế nhưng gần đây,
Nhiều người bán hàng ăn như chị rất khỏe, vì chỉ cần mua gói gia vị 5.000 đồng cho vào nồi nước lèo là thơm ngon không thua gì cách nấu truyền thống. Theo chị Tuyến, món bún mắm cũng vậy. Nói là bún mắm nhưng thực chất mắm chỉ nấu lọc lấy nước và chỉ chừng đó thì không thể thơm ngon được. Người bán bắt buộc phải mua viên bún mắm bỏ vào mới dậy mùi đặc trưng. Quả thật, càng tìm hiểu về thị trường gia vị, chúng tôi càng lóa mắt về sự phong phú của nó. Muốn hương vị nào cũng có gia vị chế biến sẵn dưới dạng bột, viên hoặc nước. Từ gia vị thịt kho tàu, bò kho, cá kho, cà ri, lẩu thái, canh chua, ở, bún bò Huế, hủ tiếu Nam Giang, cho đến bún riêu, bún chả, bún thang, rồi đến các loại dầu giấm, nước mắm pha sẵn. Người bán lẻ những thứ gia vị này đều mua sỉ từng ký tại chợ Kim Biên, về đóng thành bịch nhỏ, bên ngoài bao bì không một dòng chữ nào để phân biệt. Chỉ người bán là biết công dụng của mỗi loại và hướng dẫn cách sử dụng cho người mua. Chè, nước mát, sữa đậu nàng toàn dùng hương liệu. Quý vị thân mến, không chỉ gia vị mà các loại bột làm sẵn cũng phong phú không kém. Tại chợ An Đông, khi tôi hỏi mua nguyên liệu làm bánh bò, người bán lấy ra gói bột và đưa thêm gói nước cốt dừa. Chị này cho biết bây giờ chẳng ai đi mua dừa nạo về vắt nước làm bánh, vừa tốn công lại mắc và rất mau hư. Hầu hết người bán chè, cháo đều dùng loại nước cốt dừa này. Chỉ cần một gói nhỏ là pha được cả lít nước cốt béo ngậy, gánh đi đường nắng nóng cả ngày cũng không sợ ôi thiêu, người bán quả quyết. Tại chợ Kim Biên, khi nghe tôi cần mua bột béo, dù chưa nói rõ mua để làm gì, một người đàn ông bán sạp hương liệu bên hông chợ tiếp thị ngay. Chỉ cần 100.000 đồng trên kg bột béo, pha với hương sữa và hương đậu nành là có ngay 25 lít sữa đậu nành cực thơm, khỏi cần nấu chi cho mệt. Còn muốn mua hương liệu nấu nước mát thì ở đây chẳng thiếu thứ gì: nha đam, chanh dây, cam, ổi, dâu, bí đao, hương cúc cho đến mía lao, trà xanh, sông biển đều có đủ, giá từ 40.000 đến 60.000 đồng 1 kg. Ông này khoe dùng tràng lan có thể gây ung thư. Chợ Kim Biên đang là nguồn cung cấp gia vị, hương liệu chính cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ở chợ này, người mua dễ dàng tìm được tất cả các hương liệu, nhưng rất khó xác định được xuất xứ, chất lượng cũng như mục đích sử dụng của chúng. Tuy nhiên, nhiều người bán hàng tiết lộ nguồn gốc, chủ yếu là của Trung Quốc vì giá rẻ và cần loại nào cũng có. Theo một số chuyên gia, các loại chất tạo mùi bản thân đã là chất độc. Nếu dùng trong mỹ phẩm, thì nhà sản xuất phải tuân theo những quy định chặt chẽ về liều lượng. Còn dùng trong thực phẩm bắt buộc phải là hương liệu được chế biến dành riêng cho thực phẩm, không lẫn tạp chất và phải dùng đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, có giấy chứng nhận công thức hóa học. Hương liệu kém chất lượng hoặc dùng sai mục đích có thể dẫn đến rối loạn chức năng cơ thể, gây dị ứng, thậm chí có thể gây ung thư. Các chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng nên tránh xa những loại thực phẩm có mùi thơm nồng, bởi hầu hết chúng đều được ướp hương liệu một cách vô tội vạ, rất độc hại. Bác sĩ Đào Thị Yến Thủy, Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh, lưu ý những mặt hàng gia vị trôi nổi, chủ yếu làm từ hỗn hợp các hóa chất để đánh lừa vị giác người ăn, chứ chúng không có giá trị về dinh dưỡng. Được pha chế bằng các hóa chất tạo độ ngọt, dai, giòn. Hương liệu và phụ gia tạo màu công nghiệp, lẫn tạp chất và kim loại nặng nên nếu sử dụng thường xuyên, chúng sẽ tích tụ dần trong cơ thể, là nguyên nhân dẫn đến ung thư. Quý vị thân mến, trong hệ thống các cơ quan nội tạng của cơ thể con người, thì riêng gan đã có hơn 1.500 phản ứng sinh hóa trong cơ thể người. Đồng thời gan được ví như một nhà máy lớn,
liên tục sản xuất ra nhiều loại hormone và hóa chất khác cho cơ thể con người. Một khi gan bị tổn thương, nhất định sẽ có tác động lớn đến cơ thể con người. Ngày nay, có rất nhiều người mắc bệnh gan mãn tính. Nguyên nhân gây bệnh phần lớn từ chế độ ăn uống hàng ngày, đặc biệt ba loại gia vị hầu như gia đình nào cũng có thể gây hại gan hơn cả rượu. Khuyên mọi người nên ăn ít. 1. Nước tương. Nước tương là loại gia vị cần thiết khi nấu ăn. Nó có thể làm tăng độ tươi và màu sắc. Điều này rất quan trọng cho một món ăn. Nước tương tuy ngon nhưng ăn quá nhiều cũng không tốt. Chúng ta biết rằng nước tương xuất phát từ quá trình lên men đậu nành, và quá trình lên men đậu nành tạo ra một chất gọi là amoni nitrit. Nếu tiêu thụ quá nhiều, chất này sẽ gia tăng nguy cơ ung thư. Gan là nơi giải độc chính của cơ thể con người. Dù ammonium nitrit được biết là chất độc, nhưng nó vẫn được vận chuyển tới gan. Với sự gia tăng liên tục của ammoni nitrit, thì quá trình phân chia của tế bào gan sẽ bị ức chế, và gan sẽ dần bị tổn thương hoặc thậm chí là bị xơ hóa, tác động tới chức năng thường ngày của gan. 2. Dầu ăn để lâu. Nhiều người cho rằng dầu ăn không hết hạn sử dụng, nên sẽ mua nhiều và cất sẵn trong bếp. Tuy nhiên, nếu để quá lâu, dầu ăn sẽ bị biến chất. Nếu vẫn chọn ăn lúc này dễ sinh bệnh. Sau khi dầu ăn biến chất có thể xuất hiện aflatoxin. Aflatoxin mạnh hơn arsen hàng chục lần, đồng thời cũng là một loại chất gây ung thư. Các thí nghiệm liên quan đã chỉ ra rằng ít hơn 1mg aflatoxin trong cơ thể có thể gây ung thư các cơ quan, thậm chí có thể gây ung thư gan. 3. Đường trắng. Một số nhà nghiên cứu người Anh đã chỉ ra rằng chế độ ăn giàu đường có liên quan đến lượng chất béo không tốt trong cả máu và gan ở nam giới. Việc sử dụng quá nhiều đường trắng sẽ khiến cơ thể có nguy cơ mắc bệnh béo phì, gan nhiễm mỡ. Sau khi đi vào cơ thể, đường trắng sẽ chuyển hóa thành gluco. Sau đó, gan chuyển hóa một phần gluco thành calori, phần còn lại thành chất béo. Đây là nguyên nhân khiến những người ăn nhiều đường trắng dễ mắc béo phì, gan nhiễm mỡ. Với bệnh gan, cơ thể thường có những biểu hiện bất thường này. 1. Mệt mỏi không thể giải thích được, thiếu tập trung, sụt cân. 2. Tóc trắng hai bên thái dương sớm, mụn trứng cá trên mặt. 3. Khô và ngứa mắt, tăng quầng thâm, tăng chất nhờn ở mắt. 4. Hôi miệng không rõ nguyên nhân và mùi cơ thể khó giảm bằng cách đánh răng hoặc nhai kẹo cao su. 5. Nốt ruồi nhện xuất hiện trên cơ thể và gan bàn tay xuất hiện các nốt ruồi. 6. Mất ngủ hay lo lắng, dễ tỉnh giấc vào ban đêm. Nếu bạn có nhiều hơn 2 dấu hiệu trong 6 biểu hiện ở trên thì hãy đi kiểm tra gan càng sớm càng tốt. Những thói quen tốt cho gan. 1. Giữ một tâm trạng tốt. Duy trì tâm trạng thoải mái rất tốt cho sức khỏe của gan, thúc đẩy hoạt động của kinh mạch gan, giải hỏa gan, giảm tổn thương gan. Nếu để trạng thái nóng giận lâu ngày, chức năng tiêu dịch của gan sẽ bị ảnh hưởng, còn có thể bị tắc nghẽn khí gan, hỏa gan tăng lên, lâu dần dễ khiến gan bị tổn thương và gây ra các bệnh về gan. Vì vậy, bạn nên chú ý tiết chế cảm xúc trong cuộc sống. Đừng để cảm xúc tiêu cực kéo dài. Hãy học cách tự điều tiết và giữ cho bản thân luôn vui vẻ. 2. Không thức khuya. Thức khuya thường xuyên có thể gây thiếu ngủ, rối loạn chuyển hóa và nội tiết của cơ thể, sức đề kháng của cơ thể suy yếu, khó đủ sức chống lại các chất độc hại nên sinh ra các loại bệnh. Ngoài ra, nếu thức khuya trong thời gian dài, lượng máu về gan cũng giảm, hoạt động của tế bào gan bị suy yếu, chức năng gan suy giảm,
không kịp phân hủy các độc tố, chất độc hại, lâu ngày có thể khiến gan bị tổn thương. Do đó, không nên thức đêm kéo dài thời gian trong cuộc sống, ngủ đủ giấc, cố gắng đi ngủ trước 11 giờ đêm để các cơ quan có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. 3. Ăn những loại thực phẩm giúp gan khỏe mạnh hơn. Ngô, tiêu thụ các món ăn chế biến từ ngô thường xuyên sẽ cung cấp vitamin, chất khoáng đem lại dinh dưỡng cho cơ thể. Các chất có trong ngô cũng có thể giúp hạ đường huyết, huyết áp, tăng cường khả năng giải độc, thúc đẩy quá trình phục hồi của tế bào gan. Hạt đậu nành, trong loại hạt này có protein, carbohydrate và chất xơ. Thưởng thức các đồ ăn thức uống chế biến từ đậu nành sẽ ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Khi trái tim mạnh khỏe, máu lưu thông tốt, chức năng của gan sẽ ổn định. Quý vị thân mến, những dấu hiệu triệu chứng sức khỏe rất phổ biến, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư sớm. Tuy nhiên những dấu hiệu này thường dễ bị bỏ qua. Ở phần tiếp theo của video, kênh xin giới thiệu 6 dấu hiệu khi về già có thể ung thư sớm, nhưng mà mọi người rất dễ bị bỏ qua. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu ung thư là điều rất quan trọng, giúp việc điều trị bệnh thuận lợi hơn. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân chỉ thực sự chú ý và đến bệnh viện kiểm tra khi thấy các dấu hiệu rõ ràng. Khi đó, bệnh đã bước vào giai đoạn nặng, việc điều trị trở nên khó khăn, thậm chí là không thể điều trị. Hiện nay, y văn thế giới ghi nhận khoảng 200 loại bệnh ung thư khác nhau. Phổ biến nhất là ung thư phổi, ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư cổ tử cung, ung thư giòm họng. Mỗi một loại ung thư lại có những dấu hiệu khác nhau, mà nhiều trong số đó dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng sức khỏe thông thường. Sau đây là 6 dấu hiệu bạn dễ dàng để ý và nhận thấy. 1. Hoạt động tay chân kém, mất thăng bằng. Một người khỏe mạnh, hoạt động chân tay bình thường bỗng liên tục đánh rơi đồ đạc, mất thăng bằng và thường hơi vụng về, lóng ngóng có thể là một dấu hiệu khác của bệnh ung thư não. Nếu một khối u hình thành trên thân não, nơi não kết nối với tủy sống, nó sẽ chặn và làm gián đoạn giao tiếp giữa não và phần còn lại của cơ thể. Khối u này có thể khiến một người trở nên vụng về, mất thăng bằng, đi lại khó khăn. Dấu hiệu này rất dễ bị những người lớn tuổi bỏ qua và nghĩ rằng đó là biểu hiện của tuổi già. Những người trẻ hơn thì nghĩ do thời gian này làm việc quá sức hoặc bị rối loạn tiền đình, tụt huyết áp, nên hơi choáng. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyên chúng ta nên thận trọng và không bỏ qua bất cứ dấu hiệu nào, đặc biệt khi nó đột nhiên xuất hiện và kéo dài trong nhiều ngày. 2. Nghe thấy giọng nói trong đầu. Nghe thấy những âm thanh ngẫu nhiên, hoặc giống như thể đột nhiên có ai đó gọi tên mình, có thể là triệu chứng của tình trạng sức khỏe tâm thần, nhưng cũng có thể là dấu hiệu sớm của ung thư. Ảo giác thính giác thường do sự xuất hiện của một khối u nằm ở thùy thái dương, nơi phần não xử lý âm thanh, hiểu ngôn ngữ và mã hóa trí nhớ. Đặc biệt nếu khối u đè lên dây thần kinh gửi tín hiệu từ tai đến não, thì người đó sẽ thường xuyên nghe thấy những giọng nói lạ hoặc âm thanh lạ trong đầu mình. Các chuyên gia y tế khuyên bất kỳ ai gặp phải ảo giác khiến việc nhìn, nghe, ngửi, nếm hoặc cảm nhận những thứ có vẻ như thật nhưng lại không thật thì nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra sớm. 3. Phân nổi. Mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng các khối u ung thư trong tuyến tụy có thể chặn các ống dẫn của các cơ quan trong tuyến này, làm suy giảm chức năng tiết enzyme và mật, lecithin, muối mật và chất nhũ hóa. Nếu không có phản ứng bên trong này, chất béo trong thực phẩm sẽ không thể phân hủy, khiến cho phân có thể trở nên nhẹ, nhạt màu và nổi lên. Triệu chứng này không nhất thiết là ung thư tuyến tụy.
Phân nổi cũng có thể là dấu hiệu của bệnh sơ nang và bệnh celiac. Nhưng nếu thấy phân nổi kèm biểu hiện chán ăn, cảm thấy mệt mỏi, nhiệt độ cao và da vàng thì nên đi kiểm tra sức khỏe. 4. Móng tay thay đổi màu sắc. Để ý đến màu sắc và hình dạng của móng tay có thể giúp ích rất nhiều cho sức khỏe chúng ta. Móng tay mỗi người thông thường sẽ có màu hồng nhạt, sáng bóng, không gợn. Nhưng nếu xuất hiện các đường màu xanh, nâu hoặc đen dưới móng tay có thể là dấu hiệu cho thấy bạn bị ung thư da. Sự thay đổi hình dạng móng tay cũng có thể là ung thư phổi, và móng tay bỗng trắng nhợt nhạt có thể liên quan đến ung thư gan. 5. Đột nhiên mất hứng thú với niềm đam mê. Có rất nhiều lý do khiến chúng ta từ bỏ một sở thích, gác lại một niềm đam mê, chẳng hạn như hết tiền hoặc đi xa. Nhưng khi các điều kiện nuôi dưỡng niềm đam mê vẫn còn, nhưng bạn đột nhiên mất hứng thú với nó, thì cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư não. Theo tổ chức từ thiện ung thư não, cứ 3 người bị u não thì có 1 người bị thay đổi tính cách. Họ đột nhiên ít quan tâm đến các hoạt động, mất hứng thú với các sở thích trước đó, thờ ơ với các mối quan hệ, công việc. Nguyên nhân là bởi khi khối u phát triển, nó sẽ gây áp lực lên các tế bào khỏe mạnh xung quanh nó. Nếu khối u nằm ở thùy trán, nơi kiểm soát cảm xúc và tính cách của một người, thì tính cách người đó sẽ đột nhiên thay đổi. Trong một vài trường hợp, do phần não này cũng điều chỉnh hành vi nên người bệnh cũng có thể hành động theo những cách có thể được coi là không phù hợp với xã hội. 6. Đổ nhiều mồ hôi. Đổ mồ hôi quá nhiều khi trời nóng, khi đang tập thể dục hoặc bị ốm là điều bình thường. Đó có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý, bao gồm thời kỳ mãn kinh, lo lắng, lượng đường trong máu thấp. Nhưng nếu bạn thức dậy trong tình trạng người ướt đẫm mồ hôi và kéo dài nhiều ngày, đó có thể là dấu hiệu ung thư hạch không Hodgkin, bệnh bạch cầu, ung thư trung biểu mô, ung thư xương và thậm chí là ung thư gan. Điều này là do sự thay đổi nồng độ hormone có thể gây đổ mồ hôi, bốc hỏa trong người, và một số bệnh ung thư có thể thay đổi mức hormone của bệnh nhân. Tất cả những dấu hiệu này về cơ bản đều rất phổ biến. Nó cũng có thể là dấu hiệu của tình trạng bệnh khác không phải ung thư. Nhưng nếu thấy các dấu hiệu xuất hiện bất thường và kéo dài, nên gặp bác sĩ để được thăm khám. Quý vị thân mến, để tránh gặp phải tình trạng trên, sau đây là 10 thói quen lành mạnh phòng tránh bệnh ung thư mà quý vị nên lưu tập học tập. 1. Tập luyện thể dục thể thao. Dù là chạy bộ, bơi, yoga, đạp xe thì đều rất tốt cho sức khỏe. Bởi sau khi vận động, thể chất và khả năng miễn dịch trở nên mạnh hơn và khả năng tái phát ung thư sẽ nhỏ hơn. Tập thể dục rất quan trọng đối với sự phục hồi của bệnh nhân ung thư. Ví dụ như đối với bệnh nhân xạ trị, tập thể dục thể thao hợp lý có thể thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng của chức năng tạo máu, giúp cơ thể sử dụng nhiều tế bào miễn dịch và các chất miễn dịch, nâng cao toàn diện khả năng kháng bệnh. Tập thể dục còn ngăn ngừa và giảm loãng xương, giảm tai biến. Tập thể dục phù hợp và thường xuyên có thể làm giảm hiệu quả sự tái phát và di căn của ung thư phổi, đồng thời cải thiện đáng kể thể lực và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tất nhiên, nên chọn bài tập phù hợp với thể trạng của bản thân và tránh các bài tập thể dục cường độ cao. 2. Tâm trạng tốt. Những người lạc quan có tỷ lệ tái phát ung thư thấp và thời gian sống sót lâu dài. Lo lắng, trầm cảm, căng thẳng, sợ hãi, bi quan và các vấn đề tâm lý khác là cảm xúc không thể tránh khỏi của nhiều bệnh nhân ung thư. Nhưng tâm trạng lại liên quan mật thiết đến sự xuất hiện, phát triển, di căn và tiên lượng của tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy ở những bệnh nhân đã điều trị ung thư, những bệnh nhân có tâm trạng tốt,
Tinh thần lạc quan có tỷ lệ tái phát bệnh thấp và thời gian sống lâu hơn, trong khi những bệnh nhân bi quan, chán nản có tỷ lệ tái phát cao và thời gian sống sót ngắn. Trầm cảm là một nhân tố có hại rất lớn cho việc điều trị và phục hồi thể chất. Vì vậy, việc duy trì tâm trạng tốt là điều rất quan trọng để đẩy lùi các tế bào ung thư. 3. Không thức khuya. Theo nghiên cứu, giấc ngủ giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Những người ngủ đủ giấc có hiệu suất kích hoạt các tế bào trong cơ thể cao hơn những người ngủ kém. Tuy nhiên, rối loạn giấc ngủ là một biến chứng phổ biến của bệnh nhân ung thư. Cơn đau vết mổ và những cảm xúc tiêu cực khác nhau sau khi phẫu thuật có thể khiến bạn không thể ngủ yên. Bất kể bạn khỏe mạnh hay từng bị ung thư, hãy cố gắng cải thiện chất lượng giấc ngủ. Cố gắng đi ngủ và thức giấc vào một giờ cố định và kiên trì trong thời gian dài. Tắt máy tính và các thiết bị điện tử khác trước khi đi ngủ. Tránh ăn no trước khi đi ngủ. Tắm nước nóng, đọc sách, thiền trước khi đi ngủ. Hạn chế tiêu thụ caffeine, cà phê, trà, soda và uống rượu. 4. Tắm nắng. Theo nhiều nhóm nghiên cứu, vitamin D có thể làm chậm quá trình tế bào ung thư chuyển từ tổn thương tiền ung thư sang trạng thái ung thư và kiểm soát sự phát triển của tế bào ung thư. Đối với bệnh nhân ung thư phổi, vitamin D là một trong những yếu tố giúp giảm nguy cơ tử vong do ung thư phổi, đồng thời giúp ngăn ngừa các phản ứng có hại nghiêm trọng có thể xảy ra trong quá trình điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Cách đơn giản nhất để bổ sung vitamin D là tắm nắng đúng cách, nhưng lưu ý tránh nắng gắt. Phơi nắng khoảng 10 phút mỗi ngày có thể mang lại hiệu quả tốt. 5. Ăn uống lành mạnh. Sức hấp dẫn của nhiều món ngon như thịt nướng, gà rán, lẩu khiến nhiều người không thể cưỡng nổi. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều không chỉ khiến bạn tăng cân mà còn làm tăng nguy cơ tái phát ung thư và di căn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì do chế độ ăn nhiều chất béo sẽ nuôi tế bào ung thư và khiến các tế bào miễn dịch bên trong khối u bị chết đói, làm suy yếu khả năng chống ung thư và đẩy nhanh tốc độ phát triển của khối u. Ngoài ra, ăn kiêng mù quáng và đơn giản quá chế độ ăn uống là không tốt. Cố gắng cân bằng dinh dưỡng, ăn đủ chất đạm và kiêng kỵ hợp lý mới giúp cơ thể có đủ dinh dưỡng, nâng cao khả năng kháng bệnh, phục hồi thể lực. 6. Giữ cân nặng bình thường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì có thể ảnh hưởng đến sự tái phát của ung thư gấp nhiều lần so với những người có cân nặng bình thường. Phụ nữ béo phì có nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn 88%. Vì vậy, khi bạn ăn quá nhiều, không tập thể dục, khiến cân nặng tăng mất kiểm soát, khả năng ung thư rất cao. Hãy cố gắng chú ý giữ gìn vóc dáng, đây cũng là biện pháp để ngừa ung thư. 7. Tránh xa bức xạ. Để tránh bị ung thư, nhiều người đến bệnh viện yêu cầu chụp CT để phát hiện và điều trị sớm. Mặc dù dưới góc độ tầm soát khối u, việc kiểm tra công ty có lợi cho sức khỏe nhưng chụp công thức quá nhiều trong thời gian ngắn cũng có hại. 8. Bỏ thuốc lá và rượu. Như chúng ta đã biết, hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân lớn gây ung thư. Thuốc lá rất có hại cho hệ hô hấp của con người. Chất nicotine có thể gây ung thư trong tế bào. Còn uống nhiều rượu gây kích thích mạnh vào màng nhầy của đường tiêu hóa. Rượu cũng cần được chuyển hóa bởi gan. Đối với một bệnh nhân có gan đã bị suy yếu, nó sẽ làm tăng áp lực đối với quá trình chuyển hóa gan, lâu dần có thể dẫn đến ung thư gan. 9. Khám sức khỏe định kỳ. Sự phát triển của tế bào ung thư là một quá trình lâu dài, nhưng do ảnh hưởng của chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt và các yếu tố khác nên nó sẽ phát triển nhanh hơn. Do đó tế bào ung thư rất ngại bạn đi khám sức khỏe định kỳ. Thông thường trong vòng 2 năm kể từ khi kết thúc điều trị khối u,
bác sĩ sẽ khuyên bạn nên kiểm tra lại định kỳ 3 đến 6 tháng một lần và từ sau năm thứ 5, mỗi năm đi kiểm tra một lần. Bởi vì phẫu thuật, hóa trị, xạ trị không thể loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư, có thể có những tổn thương không được phát hiện và ẩn ở một số bộ phận. Tế bào ung thư ẩn mình trong cơ thể và luôn tìm cơ hội tạo sống trở lại. Khi sức đề kháng của cơ thể suy giảm sẽ tái phát tại chỗ và di căn xa. Mấu chốt của việc phòng ngừa và điều trị nằm ở việc phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và điều trị sớm. 10. Bật máy hút mùi, mở cửa sổ thoáng gió phòng bếp. Nhiều phụ nữ không bật máy hút mùi trong khi nấu nướng trong bếp cũng dễ tăng nguy cơ bị ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nồng độ khói dầu sinh ra trong quá trình nấu nướng tương đương với việc đốt 96 điếu thuốc lá trong 6 giờ trong một căn phòng kém thông gió. Khói dầu cũng sẽ đi sâu vào hệ hô hấp dẫn đến nguy cơ ung thư tăng gấp đôi. Vì lợi ích của sức khỏe, không nên để nhiệt độ dầu quá cao khi nấu và không đợi đến khi dầu bốc khói rồi mới bắt đầu nấu. Đồng thời, hệ thống thông gió của máy hút mùi phải được thông suốt, đồng thời phải vệ sinh và bảo dưỡng máy hút mùi thường xuyên.